Bạn có đang sử dụng răng sứ kim loại? Bạn có biết do cấu trúc bao gồm sườn bên trong làm bằng kim loại nên răng sứ kim loại có một số nhược điểm nhất định. Khách hàng bị dị ứng kim loại sẽ không sử dụng được. Sử dụng một thời gian gây đen viền nướu, răng sứ kim loại thường sẽ bị oxy hóa do phản ứng của axit trong nước bọt và khung sườn kim loại. Tính thẩm mỹ không cao, không phù hợp với phần răng cửa. Hãy cùng nha khoa quan tâm tìm hiểu vấn đề mà vị khách hàng ngày hôm nay đang gặp phải nhé. Dạ, Minh Tuyến gì? Em hồi trước có bọc sứ kim loại đến cái tầm 5-6 năm rồi. Giờ cái nướu nó hơi bị tối màu á, cái màu nó không tự nhiên á. Em tìm hiểu thì mang lâu thì nó ảnh hưởng răng thật của mình á. Em muốn lên loại tầng sứ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hân Tâm. Và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ lại vị khách hàng đến từ quận 4. Cảm xúc bây giờ của chị Xuyến sau khi mà mình gắn răng sứ xong rồi thì mình có cảm thấy hài lòng với màu sắc và dáng răng hiện tại không chị ha? Thì hiện tại là làm răng sứ mới thì cảm thấy răng mình nó tự nhiên. Với lại cái nướu nó cũng đỡ phải tối màu hơn. Rất là phân vân khi mà đặt niềm tin vào một địa chỉ nào đó. Làm thế nào mà mình biết đến Nha Khoa Hân Tâm vậy chị? Thì đầu tiên là em tham khảo trên cái hội nhóm làm răng á, xong rồi tìm hiểu xong thì chọn ra. Thì sau đó em có lên Facebook á, trên bay á, thì em có tìm hiểu thêm. Xong rồi em tới trực tiếp để em thăm khám. Em thì mới đầu thì cũng hơi lo lắng, nhưng mà được thăm khám với lại em cũng có từng có làm một lần rồi đó, cho nên cũng không thấy lo lắng gì. Với lại thăm khám bác sĩ cũng tận tình nữa, em cũng yên tâm hơn. Thế nào mà chị biết được cái chương trình thay sứ của Hân Tâm không? Chương trình thay sứ thì khi mà thăm khám thì bác sĩ nó nói qua, với lại cũng có nói mình cái những ưu đãi thì em thấy tốt, nên là em đồng ý đăng ký. Trước đây là cái tình trạng của chị như thế nào vậy chị? Lúc trước thì em có làm răng sứ kim loại, thì thời điểm đó là răng cái nướu mình nó hơi bị tối màu, hơi bị xỉn màu, với lại màu sắc thì nó cũng không được tự nhiên lắm. Dạ, thì cái quá trình mình mang răng sứ kim loại là bao lâu chị có nhớ không? Em làm răng sứ kim loại em sử dụng tới nay là khoảng tầm 5-6 năm rồi. Và đối với lại các cái dòng răng sứ kim loại đó mọi người, thì mình sau khi mà mình mang một thời gian thì sẽ có hiện tượng oxy hóa và làm cho cái phần nướu của mình là bị viền đen và gây mất thẩm mỹ giống như là chị Xuyến đã chia sẻ ha. Thì cái vấn đề này thì gặp ở tất cả các vị khách hàng mà đã làm răng sứ kim loại lâu năm. Thì chị Xuyến đã thay là 4 răng sứ kim loại đúng không chị? Chị có thể so sánh là cái răng sứ này với lại răng sứ kim loại nó khác nhau gì không? Đầu tiên là vấn đề về cái chân nướu mình thì nó không có bị tối màu như trước nữa. Với lại cái màu sắc thì nó cũng nhìn nó cũng tự nhiên hơn màu cũ. Thì vì cái màu cũ nó hơi bị sáng quá, nó không có trùng với cái răng thật của mình á. Dạ. Cái dáng răng nó cũng đẹp hơn. Nó đẹp hơn rất nhiều. Mình đã là khách hàng đã trải nghiệm với chương trình thay sứ của... Thì trong những số quay trước đó thì có rất là nhiều vị khách hàng bình luận đối với cái chương trình thay sứ kim loại này thì mỗi khách hàng được hỗ trợ bao nhiêu răng và cái chương trình cụ thể như thế nào. Thì ngày hôm nay chị Xuyến đã sử dụng cái dịch vụ này rồi thì chị có thể là chia sẻ cho các vị khách hàng đó được không ạ? Ban đầu là em có 4 răng sứ kim loại thì bác sĩ tư vấn là thay 4 sứ kim loại thành sứ toàn sứ, được hỗ trợ hoàn toàn luôn. Tức là có bao nhiêu răng sứ kim loại thì Nha Khoa Hân Tâm sẽ hỗ trợ cho mọi người hoàn toàn, đúng không chị Xuyến? Tại vì chị Xuyến là vị khách hàng đã sử dụng cái chương trình này rồi. Trong cái quá trình mà mình thay sứ như vậy thì cái thời gian nó có lâu không chị? Mình cũng cho khách hàng thời gian một tuần để trải nghiệm á. Dù như thấy được thì mình qua mình gắn kết luôn, còn nếu không mình phải chỉnh sửa lại. Trong cái thời gian mà mình mang răng tạm như vậy đó thì chị thấy ăn nhai nó có bình thường không? Trong quá trình răng tạm thì em thấy nó cũng bình thường, không có khác với mình với lại răng mình của mình là mấy. Nên là ngày hôm nay mình quyết định đến gắn kết luôn đúng không chị? Vậy thì nhân qua đây thì chị Xuyến có đánh giá gì về cái chương trình ý nghĩa đó là thay sứ kim loại thành răng toàn sứ của không ạ? Thì em thấy chương trình này rất là tiện cho khách hàng. Ví dụ như mình đang có cái nhu cầu mình muốn thay răng từ kim loại thành toàn sứ thì bên nha khoa của mình hỗ trợ rất là hết mình luôn. Ví dụ như bình thường mình thay là mình 4 cái răng thì mình tốn mất chi phí ngang bằng với bình thường, nhưng mà bên nha khoa Hân Tâm sẽ hỗ trợ cho mình hoàn toàn những cái
thay đổi. Qua clip này chị Xuyến có đôi lời nào muốn gửi đến các vị bác sĩ mà đã làm răng cho chị Xuyến không? Dạ em cảm ơn bác sĩ với lại những y tá phụ hộ hỗ trợ cho em để thay đổi cái diện mạo mới, cái răng mới. Cũng thông qua chị thì chị có đối với những vị khách hàng khác mà cũng đang mang răng sứ kim loại như chị, hoặc thậm chí là mang thời gian lâu năm hơn mà người ta chưa biết đến chương trình, thì nhân qua đây chị Xuyến có lời gì muốn chia sẻ đến những vị khách hàng đó để được trên con đường mà tìm lại nụ cười mới giống như chị không? Thì đầu tiên là em cũng từng trải qua cảm giác là mang răng kim sứ kim loại á, thì em cũng biết là nếu mà dùng thời gian dài thì nó ảnh hưởng đến răng hộp mình rất là nhiều. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì những khách hàng khác cũng giống như em lúc trước thì tìm đến nhà khoa an tâm để mình tham khảo, mình chọn cái nhánh răng mới để mình thay đổi cái răng của mình để mình mang lại sức khỏe thẩm mỹ tốt hơn. Đặc biệt nữa là ngoài việc mang lại sức khỏe răng miệng, sẽ có một hàm răng đẹp và rực rỡ giống như chị Xuyến ngày hôm nay đúng không ạ? Thông qua chị Xuyến cũng như là tất cả các vị khách hàng khác mà chúng ta đã quay những video trước đây, thì mọi người có thể tham khảo và đăng ký chương trình thay sứ kim loại này của Nha Khoa An Tâm nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa An Tâm ạ. Chào mọi người, em tên là Tuyến, em đến từ quận 4 ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là cách đây 5-6 năm thì em có thay răng sứ kim loại. Tình trạng hiện tại trước khi mà em thay răng toàn sứ bên Nha Khoa An Tâm thì ra em có tình trạng là núm nó bị sỉnh màu, với lại cái màu sắc cái răng thì nó không có được tự nhiên với Nha Khoa An Tâm. Thì được rất là nhiều bạn đã từng làm ở đây và phản hồi tích cực á, cho nên em có đến để thăm khám ở đây. Thì khi bác sĩ thăm khám thì có nói về chương trình là thay răng kim loại hàng toàn sứ thì thấy hơi rất là bất ngờ luôn. Em có nghe bác sĩ vậy là các bạn để tuân có tận tình để hướng dẫn các chương trình đó thì em thấy rất là phù hợp và yên tâm. Cho nên là em đồng ý em thay răng toàn sứ. Thay xong mà em rất là tự tin khi mà có một cái diện mạo mới. Mình là một khách hàng từng trải nghiệm cái chương trình này rồi, thì hy vọng là những khách hàng khác cũng có tình trạng giống như mình trước đây thì sẽ đến đây để tìm có một cơ hội để có thể thay đổi cái diện mạo mới của mình. Vâng, kính thưa quý vị khách hàng, với sứ mệnh và mục tiêu của mình, Nha Khoa An Tâm lần đầu tiên thực hiện cuộc cách mạng đổi răng sứ cũ lấy răng toàn sứ Zirconia được trợ giá hoàn toàn miễn phí cho tất cả các vị khách hàng trong và ngoài nước đã từng làm răng sứ kim loại, phủ nano hoặc đã làm răng sứ nhưng chưa đạt độ thẩm mỹ, mong muốn có một nụ cười hoàn hảo, lấy lại tự tin một lần nữa. Và hy vọng rằng chương trình này có thể lan tỏa đến nhiều vị khách hàng hơn nữa để cũng có cơ hội sở hữu nụ cười giống như cô Chi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa An Tâm nhé.